Xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng Giêng năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Chánh án ra lệnh cho Trump Organization giao hồ sơ cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ở New York. Chân biểu từ bang Massachusetts nhiễm COVID-19 dù đã tiêm hai mũi vaccine. Người lái xe điện ở East Los Angeles đã bị bắn hai phát lúc dừng xe tại trạm. Cựu phó tổng biên tập đề nghị Đại hội 13 kết thúc sớm về chống dịch. Việt Nam chấp thuận vaccine của AstraZeneca. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì chánh án ở ở New York ra lệnh luật sư của công ty Trump Organization giao hồ sơ không có đặc quyền cho Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang này trễ nhất là ngày 4 tháng 2, theo Fox News vào hôm thứ Sáu ngày 29 tháng Giêng. Lệnh được đưa ra liên quan đến vụ Bộ trưởng Tư pháp là Letitia James điều tra liệu công ty này có khai gian giá trị tài sản của cựu Tổng thống Trump để được vay tiền và được ưu đại thuế hay không. Cáo buộc này do ông Michael Cohen, đồng minh thân cận của ông Trump công bố vào năm 2019. Trước khi tranh án là Arthur Egonron ra quyết định nếu trên, à, tối cao pháp viện ở New York cũng xem xét hồ sơ do công ty luật Morgan Lewis Pukius uh, nộp lên. Tòa lưu ý rằng họ xem nhiều thư từ liên lạc trong số đó là không có đặc quyền, mặc dù Lewis, luật sư của Trump Organization, đánh dấu là có đặc quyền. Tòa cũng đã xác nhận số tài liệu đó đề cập quyết định và trách nhiệm công việc chứ không phải việc trao đổi để xin tư vấn hoặc là tư vấn pháp lý trước phán quyết vào hôm thứ sáu trên án egoron còn ra phán quyết khác cho phép bộ trưởng tư pháp james được xem tài liệu giữa trump organization với rap master monaco một kỹ sư làm việc với công ty này Dân biểu của tiểu bang Massachusetts là Stephen Lynch vào hôm 29 tháng Giêng được xác định nhiễm COVID-19 dù đã tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai hơn một tuần trước. Lynch xác nhận kết quả dương tính sau khi một nhân viên tại văn phòng của ông ở Boston nhiễm COVID-19 hồi đầu tuần. Phát công viên là Molly Rose tập cho hay. Ông được tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai của Pfizer BioNTech và đã được xét nghiệm âm tính trước khi dự lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden vào ngày 20 tháng Giêng. Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ từ bang Massachusetts đang thực hiện tự cách ly. Một thông báo từ Pfizer cho biết có thể phải mất 7 ngày tác dụng bảo vệ của mũi vaccine thứ hai mới được kích hoạt. Tuy nhiên, theo thông tin từ văn phòng của Lynch, thì ông tiêm vaccine ít nhất là 9 ngày trước khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính ông là thành viên thứ hai của um, dân biểu Massachusetts tại quốc hội nhiễm covid-19 trong những ngày gần đây. Trước đó là dân biểu Lori Trahan cũng thông báo nhiễm virus và đang tự cách ly. Hoa Kỳ đến nay ghi nhận hơn 26 triệu ca nhiễm và hơn 445 000 ca tử vong vì covid-19 à, và cũng như đây là vùng dịch lớn nhất của thế giới. Và trở lại đến với phần tin ở California. Thì cả sở cảnh sát Los Angeles County đang truy lùng nghi can bắn một người lái xe điện ở khu vực East Los Angeles vào sáng sớm ngày thứ Sáu ngày 29 tháng Giêng. Theo đài KTLA, cơ quan giao thông Metro cho biết vụ bắn xảy ra vào lúc 4 giờ 10 phút sáng, lúc một xe điện của tuyến L đang dừng tại trạm Indiana. Sở cảnh sát Los Angeles County cho biết người lái xe điện bị bắn trúng hai phát. Ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó vào tình trạng ổn định nhưng vẫn còn gặp nguy hiểm. Đài KTLA đưa trực thăng đến hiện trường vào khoảng 7 giờ sáng và thấy nhân viên công lực phát hiện được vài manh mối. Các cơ quan công lực đang điều tra vụ bắn này gồm có bảo vệ của Metro, Sở Cảnh sát Los Angeles và Los Angeles County. Nhân viên công lực chưa cung cấp thông tin gì về sự việc này và cũng chưa nhận dạng được nghi can. Cảnh sát phải đóng trạm Indiana để điều tra và Metro thông báo trên Twitter mở lại trạm xe này vào lúc 12 giờ trưa. Trước khi mở lại trạm Indiana, Metro kêu gọi hành khách nên đi sớm hơn một chút vì họ không thể xuống xe trạm ngay tại em này và phải đi qua ít nhất là một trạm khác. Và liên quan đến phần tin Việt Nam, nên chăng hãy học đại hội đảng mấy tỉnh miền trung khi bị bỏ lục, bớt ngồi tham luận và kết thúc sớm về nhà, chống dịch sẽ tốt hơn. Đó là lời của nhà báo Nguyễn Quốc Phong, cựu phó tổng biên tập báo thanh niên, viết trên trang cá nhân. Giải thích rõ hơn trong phần bình luận bên dưới bài đăng hôm 29 tháng Giêng. Nhà báo Nguyễn Quốc Phong đã viết có hai cách mấy tỉnh được đặt cách về sớm hoặc là tuyên bố kết thúc sớm gửi tham luận lại rồi sau đó họp trực tuyến vừa gọn vừa hiệu quả. Ông Phong đưa ra đề nghị này trong bối cảnh Đại hội 13 vẫn đang nhóm họp với hơn 1.500 đại biểu trong hội trường máy lạnh và phải đến ngày 2 tháng 2 mới kết thúc theo lịch trình đã định. Theo ghi nhận của truyền thông nhà nước chỉ tính trong ngày 28, 29 tháng Giêng thì đã có hơn 100 ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Tuy vậy thì đại hội thứ 13 vẫn tiếp tục được tổ chức ở Hà Nội như không có chuyện gì xảy ra. Theo báo riêng, chỉ có một thay đổi nhỏ là hàng trăm đại biểu, nhân viên an ninh, phóng viên, nhân viên phục vụ tại sự kiện này được xét nghiệm nhanh COVID-19 trong ngày 29 tháng Giêng. Bên dưới bài đăng của ông Phong, nhiều cư dân mạng tỏ ý tán thành việc đại hội thứ 13 kết thúc sớm để chế chức lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam và các địa phương tập trung lo ứng phó với đại dịch COVID-19. Và trong một diễn biến khác, thì Việt Nam đã chấp thuận vaccine COVID-19 đầu tiên của mình và cắt ngắn đại hội đảng. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày thứ Bảy, trong khi đang ra sức ứng phó với đợt bùng phát virus corona lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Việt Nam, nước cho đến nay đã rất thành công trong việc chống dịch, ghi nhận 180 ca nhiễm mới kể từ khi báo cáo thì hai trường hợp lây nhiễm tại địa phương ở tỉnh Hải Dương vào ngày thứ Năm. Đó là tốc độ lây lan nhanh chóng vì Việt Nam ghi nhận là 1.739 ca nhiễm và 35 ca tử vong kể từ khi căn bệnh này được phát hiện lần đầu cách đây hơn một năm. Trong đó, 873 ca nhiễm đã lây truyền tại địa phương nhờ xét nghiệm hàng loạt và chương trình cách ly tập trung. Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Trường Sơn nói Việt Nam đã có kinh nghiệm qua các đợt bùng phát gần đây và cho rằng Bộ đã chuẩn bị cho tình huống có 10.000 người bị nhiễm trong nước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.